mẹ vẹn bố vàng, mẹ cũng vẹn cọc tịt, đẻ ra con cũng cọc tịt này. Nuôi nó cùng với lại mấy con chó con cho nên là nó nô nhau, người lông nó bẩn đó. Tai này tự lên. Cho canxi nano thế là nó tự lên. Không hiểu sao cái tai nó lại cứ khum khum cái kiểu này. Sinh ngại đằng này, đằng đấy tổ kiến đấy. Nào 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 nào. Là liếm kiến à? Này, tai nó khum khum, tai nó tự lên mà tai nó khum khum cái kiểu sao nó lại dựng thẳng quá, nó như kiểu là con bắc dê ấy. Và đây là tai nó tự lên nhá. Chứ không có dán riếc cái đâu. Tự lên đấy. Đấy. Nhìn cái tai. À. Nhìn cái tai nó như kiểu nó hơi thẳng thẳng đấy. Nhìn tai kiểu nó hơi thẳng thẳng. Do cái gốc tai nó ấy quá. Gốc tai nó có vẻ như là cái gốc tai nó khum, nó cứng quá. À. Hơi xiên một tí tẹo sang hai bên. Tùy lúc nhá. Cái cơ tai đấy của nó linh động lắm. Đấy. 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 Nhưng có lúc thì nhìn trông nó thẳng luôn. Đây à. Hơi đổ về phía trước à. Em này là chó của nhà đẻ ra, chó mẹ vẹn, chó bố vàng. Định giữ lại để làm em đực. Giữ lại gây lên làm em đực giống. Nhưng mà đợt này chó đẻ ra được mấy con màu trắng. Khả năng là đổi lại để gây đực trắng. Có thể là nhượng con này. Con này thì tai lên tự nhiên, không dán. Chỉ có bổ sung canxi nano thì là tai nó tự dựng lên. Vẹn thì đây mới là vẹn đấy. Gọi là giải màu vàng ở trên nền đen. Con này thì thừa hưởng thần kinh từ bố mẹ tốt. Nó dạn chó, không có bị nhát. Không có nhát chó. Dạn quấn chủ từ bé luôn. Những cái đấy là thần kinh di truyền nhé. Nuôi nó là một phần thôi. Cùng nuôi nhưng trong đàn có con dạn có con nhát. Đấy là rõ ràng là về cái vấn đề di truyền. Xích đây. Nào. Gặm gì? Gặm linh tinh gì đấy? À. Lần đầu đeo xích đi ra ngoài đấy. Đang cọc xích vào cái gốc cây. Chưa bao giờ đeo xích đâu. Chưa biết cái xích nó là cái gì. Đang phản ứng. Này, cắn gãy răng đấy. Nào. Khum tai đằng sau này. À đây, nó cũng đổ. Đổ về đằng trước đấy. Đấy. Không phá rau của người ta đâu.